tàu vũ trụ Nga đâm vào mặt trăng, phương Tây mừng hụt, hóa ra ông Putin còn có siêu dự án 150 tỷ rúp cho phương Tây hít khói. Các bạn thân mến, sau gần nửa thế kỷ, Liên bang Nga đã trở lại đường đua tìm kho báu khoa học trên mặt trăng bằng vụ phóng tàu vũ trụ Luna 2. Tuy nhiên, sứ mệnh này đã bị thất bại khi con tàu mất kiểm soát và va chạm với bề mặt của mặt trăng. Thông tin này dĩ nhiên được truyền thông phương Tây nắm bắt rất nhanh dưới ngòi bút công kích. Nhưng kế hoạch đầy tham vọng không chỉ dừng lại ở đó. Nghiên cứu mặt trăng vốn không phải là mục tiêu chính của Tổng thống Vladimir Putin. Để mở ra kỷ nguyên cạnh tranh không gian khốc liệt, nước Nga cần chiếc chìa khóa mang tên sân bay vũ trụ Vostochny, một dự án cơ sở hạ tầng lớn trị giá 150 tỷ rúp, tương đương với 2,24 tỷ đô do đích thân Tổng thống Putin chủ trì. Vị thế siêu cường không gian vẫn được duy trì. Sân bay vũ trụ Vostochny được coi là một biểu tượng mạnh mẽ của quá trình hiện đại hóa nước Nga dưới thời ông Putin. Truyền thông phương Tây rầm rộ khi hàng không vũ trụ Nga liên tiếp gặp họa. Thưa các bạn, mang trên mình 8 dụng cụ khoa học, con tàu đổ bộ cùng một robot tự hành của sứ mệnh Luna 25 tưởng chừng sẽ thực hiện được những nhiệm vụ tìm kiếm băng nước, phân tích địa hình, tạo tiền đề cho các sứ mệnh lớn hơn của Nga về sau. Nhưng rồi ngày 20 tháng 8, Liên bang Nga liên tiếp nhận hai tin không vui. Đầu tiên là việc cơ quan vũ trụ Roscosmos nhận thấy sự bất thường của tàu sau rắc rối nghiêm trọng liên quan đến quá trình đốt cháy động cơ khi cố gắng thực hiện di chuyển giảm quỹ đạo ở mặt trăng. Chỉ vài giờ sau đó, Roscosmos đón nhận tin thứ hai khi phải thừa nhận Luna 25 thất bại hoàn toàn, con tàu đã đâm thẳng vào mặt trăng. Con tàu di chuyển vào một quỹ đạo không thể đoán trước và không còn tồn tại do va chạm với bề mặt của mặt trăng. Không có cuộc đổ bộ nào diễn ra vào ngày 21 tháng 8 nữa, cú Moonshot, cụm từ do hãng thông tấn Washington Post gọi, nghĩa là phóng tàu lên mặt trăng, đầu tiên sau gần 5 thập kỷ của Nga đã thất bại. Tất nhiên, Nga sẽ nhanh chóng thành lập một ủy ban liên ngành đặc biệt để điều tra nguyên nhân và rút ra bài học cho những nỗ lực thám hiểm mặt trăng tiếp theo. Và khi ấy, các hãng truyền thông dòng chính của Mỹ và Anh như Reuters, New York Times, Washington Post, Politico, CNN hay là The Guardian đưa tin rất nhanh lẹ. Thậm chí, họ còn cho rằng đây là sự sụp đổ và nỗi bẽ bàng của hàng không vũ trụ Nga vốn đã được kế thừa công nghệ phát triển hiện đại từ thời Liên Xô. Hãng tin CNN của Mỹ thì nhận định đây là một đòn giáng mạnh vào khát vọng không gian của Nga. Tuy nhiên, người Nga không sợ thất bại. Trong suốt chiều dài lịch sử chinh phục vũ trụ, Liên Xô gặp không ít lần thất bại. Điều đặc biệt là sau mỗi lần như vậy, bài học kinh nghiệm được rút ra để cải tiến cho các lần sau. Bởi thế, chỉ Liên Xô mới có vệ tinh nhân tạo Sputnik 1 và phi hành gia đầu tiên là Yuri Gagarin bay vào vũ trụ. Cũng chỉ Liên Xô mới thực hiện được những cuộc đổ bộ đầu tiên thành công lên mặt trăng. Liên bang Nga hiện tại cũng vậy. Thực tế, chính ông Yuri Borisov, người đứng đầu cơ quan vũ trụ của Nga Roscosmos, đã phát biểu trước khi họ phóng Luna 25 rằng sứ mệnh của Luna 25 có tính rủi ro cao, chỉ khoảng 70% cơ hội thành công. Điều này cho thấy Nga đã hiểu được những khó khăn, thách thức khi hạ cánh tại một khu vực cực nam tăm tối, hiểm trở mà chưa có một quốc gia nào làm được trên mặt trăng. Tất cả những phương tiện vũ trụ bay lên mặt trăng trước đó đều hạ cánh ở vùng xích đạo. Đặc biệt, chìa khóa của ông Putin được tiết lộ mới thực sự là vấn đề khiến phương Tây choáng váng. Tờ Washington Post bình luận, sân bay vũ trụ mới nhất là một dự án thú vị của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là chìa khóa cho những nỗ lực của ông nhằm đưa Nga trở thành một siêu cường vũ trụ. Sân bay mới này có tên là Vostochny ở viễn đông Nga, cách thủ đô Moscow 5.550 km về phía đông. Vostochny ra đời nhằm chuyển các vụ phóng của Nga từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan để Nga không phải thuê và phụ thuộc vào sân bay Baikonur kể từ khi Kazakhstan tuyên bố độc lập. Sân bay vũ trụ Vostochny là một dự án cơ sở hạ tầng lớn có ý nghĩa chính trị và kinh tế, trị giá 150 tỷ rúp, tương đương với 2,24 tỷ đô do đích thân Tổng thống Putin chủ trì. Nó được coi là một biểu tượng mạnh mẽ của quá trình hiện đại hóa nước Nga dưới thời Tổng thống Putin. Nằm ở khu vực xa xôi Amur Oblast, việc xây dựng sân bay vũ trụ Vostochny tại đây cho thấy Moscow đang nỗ lực biến khu vực này thành trung tâm công nghiệp và khoa học vũ trụ của họ. Con đường dẫn tới các vì sao bắt đầu từ đây. Một tấm biển ghi ngay bên ngoài lối vào Vostochny nằm bên dưới tượng đài tên lửa Angara mới của Nga, mệnh danh là tương lai của chương trình vũ trụ.
đã nói lên con đường dài của nước này trong hành trình lấy lại vị thế siêu cường không gian. Ông Putin cho biết, tổ hợp sân bay vũ trụ này sẽ giống như một thành phố hiện đại và tiện nghi với hơn 40 tòa nhà dành cho cá nhân và các cơ sở hạ tầng cần thiết, phục vụ các chương trình phóng tàu không gian. Dự tính khu thị tứ mới sẽ có 40.000 dân cư. Vào ngày Luna 25 gặp nạn, truyền hình nhà nước Nga đưa tin về sự kiện ở vị trí thứ 8 trong danh sách phát sóng vào buổi trưa và chỉ đưa tin trong vòng 26 giây. Dẫu vậy, thất bại của Luna 25 không ngăn cản kế hoạch Nga thám hiểm mặt trăng ở thế kỷ 21. Tháng 6 năm 2021, Nga tuyên bố lộ trình xây dựng trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế cùng với Trung Quốc tại Saint Petersburg. Tuyên bố cho hay, các phương tiện phóng siêu hạng nặng của Nga sẽ đồng hành cùng Trung Quốc trong việc phóng các phần cơ sở hạ tầng chính cho trạm ILRS vào những năm 2030. Nghiên cứu mặt trăng không phải là mục tiêu chính. Vitaly Egorov, một nhà phân tích không gian nổi tiếng của Nga cho biết, nghiên cứu về mặt trăng không phải là mục tiêu là cạnh tranh vị thế với hai siêu cường Trung Quốc và Mỹ và một số quốc gia khác khi họ cũng muốn khẳng định danh hiệu siêu cường không gian. Mặc dù các nhà khoa học có thể tích hợp nhiệm vụ nghiên cứu nước trên mặt trăng, nhưng đối với Roscosmos, nhiệm vụ chính chỉ đơn giản là hạ cánh trên mặt trăng, khôi phục kiến thức chuyên môn đã mất từ thời Liên Xô và học cách thực hiện nhiệm vụ này trong một kỷ nguyên mới. Trong khi đó, Roscosmos cho biết họ muốn chứng tỏ Nga là một quốc gia có khả năng vận chuyển một trọng tải lên mặt trăng và đảm bảo quyền tiếp cận của Nga đối với bề mặt của mặt trăng. Nhà thiên văn học Vladimir Sherdin, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Thiên văn Quốc gia Stanford thuộc Đại học Tổng hợp Moscow Lomonosov đã nói với Sputnik rằng nếu xét về mặt khoa học thuần túy, tất nhiên vai trò của con người đã trở về số 0 trong nghiên cứu về tất cả các hành tinh và vệ tinh nói chung, bao gồm cả mặt trăng. Robot có thể làm được rất nhiều, chúng rẻ hơn và an toàn hơn. Nếu chuyến bay không thành công thì cũng không có thương vong. Điều quan trọng ở đây là chứng minh cho mọi người thấy rằng chúng tôi là người đầu tiên, rằng chúng tôi có thể làm được. Giờ đây người Trung Quốc cũng muốn như thế. Hàng tỷ người dân của họ sẽ rất vui sướng khi có một người Trung Quốc đặt chân lên mặt trăng. Roscosmos cũng có kế hoạch đưa người lên đó. Như vậy, cách đây 63 năm, Liên Xô đã đưa vệ tinh đầu tiên lên vũ trụ và lần đầu đưa con người lên quỹ đạo 4 năm sau đó. Tuy bị cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ là NASA vượt mặt trong cuộc đua không gian, Nga vẫn là một cường quốc trong không gian đáng tin cậy, cùng với Mỹ xây dựng và vận hành trạm vũ trụ quốc tế ISS trong hai thập kỷ qua. Trên thực tế thì trong năm nay, Nga không phải là quốc gia duy nhất thất bại khi phóng tàu ra ngoài không gian. Hồi tháng 4 vừa qua, Mỹ cũng nếm trải cảm giác tương tự và thậm chí hậu quả để lại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa phóng thất bại tên lửa Starship trong một chương trình thử nghiệm được thực hiện hôm 20 tháng 4. Trong lần phóng này, tên lửa Starship được trang bị tới 33 động cơ đẩy Raptor mạnh mẽ và kích hoạt khoảng hơn 20 động cơ trong giai đoạn rời bệ phóng. Lực đẩy khủng khiếp từ tên lửa thậm chí làm vỡ tan bệ phóng được xây dựng kiên cố của SpaceX, đồng thời để lại một miệng hố lớn và những cơn mưa đất đá cho một thị trấn cách đó khoảng 10 km. Sau khi buổi phóng được thực hiện, CEO Elon Musk của SpaceX thừa nhận, ông và các chuyên gia trong công ty đã quá lạc quan về khả năng thành công của sứ mệnh. Tên lửa Starship hiện là tên lửa lớn nhất thế giới từng được chế tạo. Nó cao 120m và lực đẩy khi phóng ước tính đạt 7,5 triệu tấn. Với những đặc tính này, Starship có thể mang trọng tải gấp 10 lần tên lửa Falcon 9 và được thiết kế để vận chuyển các thành viên phi hành đoàn, tàu vũ trụ, vệ tinh và hàng hóa đến các địa điểm trong hệ mặt trời. NASA cũng đã chọn Starship của SpaceX là một trong 3 tàu vũ trụ thương mại sẽ đưa phi hành gia đến mặt trăng vào năm 2024. Tuy nhiên, tên lửa Starship vẫn còn tồn tại nhiều nhược điểm, và một trong số đó là mức năng lượng quá lớn do tên lửa phát ra trong quá trình cất cánh. Được biết, lực đẩy từ tên lửa thậm chí có thể đã làm tan chảy bệ phóng và khiến một trong các động cơ bị hỏng trước khi tên lửa kịp rời khỏi mặt đất. Các bức ảnh ghi lại hiện trường sau vụ phóng cũng cho thấy các viên lõm tại thùng chứa nhiên liệu đặt cách bệ phóng không xa. Những mảnh bê tông bắn ra có nguy cơ va vào các thùng chứa nhiên liệu nằm cạnh bệ phóng. Người dân ở Port Isabel, một thị trấn nhỏ gần nơi SpaceX tổ chức phóng tên lửa, đã ghi nhận nhiều cửa sổ tại các cơ sở kinh doanh của họ bị vỡ tan, rung lắc dữ dội. Cùng với đó là bụi và các hạt vật chất bao phủ kín nhà cửa, trường học và khu vực sống xung quanh.
Trong một bài tweet được đăng trên trang cá nhân, ông Elon Musk giải thích rằng vụ nổ khủng khiếp khi tên lửa cất cánh xảy ra do bệ phóng thực tế của tên lửa Starship vẫn chưa hoàn thiện. Không giống như các địa điểm phóng tên lửa lớn khác, bãi phóng Boca Chica của SpaceX thiếu cả hệ thống xả lũ, hệ thống phun nước nhằm tạo ra các tấm đệm nước hoặc bọt để triệt tiêu sóng xung kích và rãnh lửa để dẫn khí thải đang cháy ra ngoài một cách an toàn. Để hạn chế điều này, các kỹ sư ở SpaceX có kế hoạch chế tạo một tấm thép đi kèm hệ thống tản nhiệt nước và nó được đặt ở dưới bệ phóng từ khoảng 3 tháng trước. Tuy nhiên, do tiến độ buổi phóng được gấp rút triển khai, nên hệ thống đã không kịp xuất hiện trong buổi phóng thử lần này. Dù kết quả là gì, SpaceX vẫn vấp phải nhiều cáo buộc sau buổi phóng tên lửa gây tranh cãi. Cục Hàng không Liên bang Mỹ mới đây đã vào cuộc và tạm thời đình chỉ các hoạt động liên quan của SpaceX cho tới khi cuộc điều tra được kết thúc. Những ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Jared Margolis, một luật sư cấp cao của Trung tâm Đa dạng Sinh học, lưu ý rằng các hạt vật chất sinh ra sau lần phóng thử tên lửa Starship có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người nếu chạm hoặc hít phải. Cùng với đó là sóng xung kích dữ dội phát ra sau vụ nổ, khiến những người xung quanh có cảm giác như họ bị đấm liên tục vào cơ thể. Khí thải dạng hạt có liên quan đến các vấn đề về phổi và hô hấp, đồng thời được Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ coi là chất gây ô nhiễm mức độ ưu tiên cao. Cục Hàng không Liên bang Mỹ và SpaceX bị cáo buộc đã không đủ cẩn trọng trong việc phân tích môi trường để rồi thoải mái tiến hành một buổi phóng tên lửa với cường độ lớn như vậy. Trong khi đó, nhiều nhà khoa học đã bày tỏ sự lo ngại về tác động của buổi phóng với các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng tại khu vực như chim, rùa biển. Không ai phản đối việc thám hiểm không gian, nhưng trong khi ta hướng tới các vì sao, thì ta không nên đánh đổi bằng tác động tiêu cực tới cộng đồng, môi trường sống và quần thể động vật hoang dã. Về Starship, đây được xem là tên lửa vũ trụ mạnh nhất thế giới tại thời điểm hiện nay. Với lực đẩy khi phóng gấp khoảng 2,5 lần so với tên lửa Saturn V, biểu tượng của NASA. Dù tàu Starship được cho là đã đủ mạnh để tự phóng từ mặt trăng và sao hỏa, nhưng vẫn cần tên lửa đẩy chuyên dụng Super Heavy để thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!